hạnh phúc khi một thanh lễ được đón trên lạt mè, cùng nhau xung vầy dưới mái ấm nơi nhà thờ. Tình thân ai, tình thân yêu, cùng hân hoan vui ca. Hiệp ý dâng một thanh lễ ta chúc nhau an bình, và hát vang bài ca thánh chứa tràn lan tình. Cộng đoàn yên vui đón giao hò mừng công. Bao ngày qua chứa tràn hồng ân, khắp họ đều vui mừng. Mẹ vừa may một chiếc áo trắng mới dành cho con để đi lễ mừng con. Bao ngày qua chúng ta cùng mong thánh đệ đã đến, được cha về tiếp dâng lên thánh lễ, cầu ban ơn và ơn Chúa tràn đầy. Trời nào hôm nay đây đều mong muốn về thăm công trình, tiếng trẻ thơ nào nức vui mừng, tiếng mọi người chúc phúc cho nhau, cùng nhau chúc phúc. Hạnh phúc khi một thanh lễ được đón trên đất mẹ, cùng nhau xung vầy dưới mái ấm nơi nhà thờ. Tình thân ai, tình thân yêu, cùng hân hoan vui ca. Hiệp ý dâng một thanh lễ ta chúc nhau an bình, và hát vang bài ca thánh chứa tràn ân tình. Cộng đoàn niềm vui đón giao hò mừng công. Chứa tràn hồng ân, khắp họ đều vui mừng. Mẹ vừa may một chiếc áo trắng mới dành cho con để đi lễ mừng con. Bao ngày qua chúng ta cùng mong thánh đệ đã đến, được cha về tiếp dâng lên thánh lễ, cầu ban ơn và ơn Chúa tràn đầy. Chúa tràn đầy. Dù có nơi nơi hay phương trời nào, hôm nay đây đều mong muốn về thăm công trình. Tiếng trẻ thơ nào nức vui mừng, tiếng mọi người chúc phúc cho nhau, cùng nhau chúc phúc. Hạnh phúc khi một thanh lễ được đón trên lạt mẹ, cùng nhau xung vầy dưới mái ấm nơi nhà thờ. Tình thân ai, tình thân yêu, cùng hân hoan vui ca. Hiệp ý dâng một thanh lễ ta chúc nhau an bình, và hát vang bài ca thánh chứa tràn ân tình. Cộng đoàn niềm vui đón giao hò mừng công. Hạnh phúc khi một thanh lễ được đón trên đất mẹ, cùng nhau xung vầy dưới mái ấm nơi nhà thờ. Tình thân ai, tình thân yêu, cùng hân hoan vui ca. Hiệp ý dâng một thanh lễ đã chúc nhau an bình, và hát vang bài ca thánh chứa tràn lan tình. Cộng đoàn yên vui đón giao hò mừng công.
trời đất bao la hãy tạ ơn Chúa, biển cả mênh mông hãy ca khen Ngài, biết bao kỳ công tay Ngài dựng nên, tất cả vì ta người ơi chớ quên. Chúa đã cho đời biết bao ơn lành, tình thương của Ngài mong sao cho vừa. Tình Ngài xin tạ ơn Chúa bao năm tháng qua, tình Ngài luôn biết ta, hãy ca khen Ngài trong khi
Xin chào tất cả các đoàn dân chú. Hôm nay toàn thể giáo phận tập ý của cộng đồng chúng ta dân thánh thế để khánh thành ngôi thờ mới. Đây là thánh đường chúng ta đã bỏ công bỏ sức và để xây dựng nên ngôi thánh đường này. Xin Chúa mừng của chúng ta để nào chuyển ơn và để chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết tôn thờ vinh danh Chúa, và cũng là nơi báng tuyên ơn Chúa Trời. Xuất sáng và ngợi khen Chúa và tuyên xưng danh Chúa để chúng ta như đèn sáng soi cho mọi người, giới thiệu mọi người đến với Chúa. Vì tất cả chúng ta là anh em trong một nhà có Thiên Chúa là Cha, tôi xin đại diện Đức Phụ Tổng và hàng giáo sĩ đến đây chào mừng và chúc lành cho tất cả anh chị em. Đây con xin trân trọng kính mời cha xứ Du Xe có đôi lời thân thưa tới Đức Cha, quý cha và toàn thể quý cộng đoàn. Con xin trân trọng kính mời cha. Trọng kính Đức Cha Lorenzo, cha quản hạt Du Xe, quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Trước khi Đức Cha Lorenzo cắt băng khánh thành và chủ sự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, làm phép nhà thờ giáo họ Văn Hưng, con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ cách riêng giáo họ Văn Hưng dâng lên Đức Cha Lorenzo, cha quản hạt Du Xe, quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý nhân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn lời chào trân trọng nhất.
Nhân dịp trọng đại này, con xin được giới thiệu sơ qua về công trình nhà thờ giáo họ Văn Hưng. Và ít phút nữa đây, Đức cha Lorenzo sẽ cắt băng thánh thành và long trọng làm phép như một lễ vật mọn hèn dâng lên Thiên Chúa. Kính thưa Đức cha, nhà thờ giáo họ Văn Hưng tọa lạc tại thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, được khởi công xây dựng ngày 7 tháng 10 năm 2015 dưới thời Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cai quản giáo phận. Nhà thờ dài 25m, rộng 8m, cao 9,5m, hai cánh thánh giá rộng 10m và tháp chuông cao 23m. Kính thưa quý đứng và cộng đoàn, hoàn thành được ngôi nhà thờ này như hiện tại thật là một việc ngoài sức tưởng tượng của chúng con. Ai trong chúng con cũng phải thừa nhận đây quả là việc Chúa làm, sức riêng chúng con không thể làm nổi. Vì hiện nay giáo họ chúng con chỉ có 31 nhân danh. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mẹ giáo hội, cảm ơn quý ân nhân xa gần, chúng con vui mừng dâng lên mẹ giáo hội ngôi nhà thờ này, đong đầy tình thương của Thiên Chúa và cũng là thành quả thể hiện sự hiệp nhất, hy sinh, dựng xây giáo hội của mọi thành phần dân Chúa. Nay ngôi thánh đường mới này đã hoàn thành, chúng con xin dâng lại ngôi thánh đường này về đứng bản quyền giáo phận. Xin Đức Cha thay mặt Đức Tổng đón nhận như tài sản riêng trong giáo hội của giáo phận. Giờ đây, con xin kính mời Đức cha Lorenzo, cha quản hạt Giuse và cha Giuse Nguyễn An Khang cùng lên cắt băng khánh thành. Thank you.
ta vui mừng đề nguyện tại đây để dâng ngôi nhà thờ mới này cho Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy khẩn hoàn lại xin người khấn ban ơn người đến ở dưới chúng ta và dùng quyền năng người làm phép nước này để dạy trên chúng ta, làm dấu chỉ thống hối và nhớ lại tín tích rửa tội, cũng như để thanh tẩy các tường nhà thờ mới này. Nhưng nhất là chúng ta phải lưu tâm điều này, là chính chúng ta được đức tin và đức tín kết hiệp nên một. Chúng ta là hiện thân của hội thánh sống đồng giữa trần gian để làm dấu chỉ và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa và yêu thương hết mọi người. Lạy Chúa, nhờ Chúa mọi vật đã được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa tha thiết yêu thương loài người đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha yêu lành, mà còn lấy lòng thương, lấy xương xa bác ái, rửa họ sạch mọi tội lỗi và không ngừng dẫn đưa họ tới với Đức Kitô là Thầy Lãnh. Quả thế, vì lòng thương Chúa đã quyết định những ai vướng mắt tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì cùng được chết với Đức Kitô và được trỗi dậy trong sạch, trở thành chi thể của Người và cùng Người thừa kế phần được đời đời. Vì vậy, xin Chúa ban phúc lành thánh hóa nước này để trở nên dấu chỉ thứ nước thanh tẩy cứu rỗi đã gột rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, và xin cho chúng con cùng với mọi anh chị em sẽ cử hành các mầu nhiệm trong nhà thờ này để đáng được hưởng vinh phúc trên Jerusalem trên trời.
con xin Chúa ban chúc lành của Chúa xuống trên nhà thờ mới này mà Chúa đã cho chúng con được xây dựng lên. Và xin Chúa cho các tín hữu khi tụ họp tại đây để gắn bó với lời Chúa và các mầu nhiệm thánh sẽ cảm thấy được Chúa Giêsu Kitô hiện diện, vì Người đã hứa đến ở giữa mọi người tập họp lại nên danh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời cùng với Chúa Thánh Thần. Amen. Bài trích sách Nehemia. Trong những ngày ấy, thầy tư tế Ezra mang sách luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy tư ký Ezra đứng trên bục gỗ mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước mặt công chúng, và khi thầy mở sách thì tất cả đều đứng lên. Ezra chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phục vụ trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nehemia và là tổng trấn, Ezra là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê-vi huấn luyện dân chúng và nói với họ rằng: Ngày hôm nay được thánh hóa dân cho Chúa, là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon. Hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn trong mình. Vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa. Đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của chúng ta. Đó là lời Chúa. Từ giờ đây và đến muôn muôn đời.
quý, ván gỗ, cỏ cây, lương lạc mà xây cất trên nền tảng đó, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ hiện. Thật vậy, ngày của Thiên Chúa sẽ bày ra tất cả, vì nó được mặc phải trong lửa, và chính lửa ấy sẽ thử nghiệm công trình của mỗi người. Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy. Chính mỗi người chúng ta là một ngôi đền thờ sống.
Và vì vậy, trong cái lễ này, chúng ta vui mừng dâng hiến Chúa ngôi thánh đường này để Chúa đến ngự giữa chúng ta và ban muôn phúc lành cho chúng ta. Nói đến thánh đường là nhà thánh là thuộc về Chúa. Chúng ta đến đây để dâng lên Chúa những lời khấn nguyện, tôn vinh, và chúng ta xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Vì đây là nhà Chúa, là nhà Cha, là nhà chung. Vì vậy khi chúng ta đến đây, chúng ta vinh dự vì chúng ta có Chúa là đấng toàn năng, lại là người Cha nhân lành yêu thương chúng ta. Cho nên chúng ta đến đây không những với sự tôn kính, nhưng với sự yêu thương và lòng hiếu thảo. Còn Thiên Chúa là đấng dựng nên trời đất, Chúa đâu có ở trong cái ngôi nhà bằng gạch bằng đá xây dựng của chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa đến đây là vì chúng ta, để chứng giám cái lòng hiếu thảo của Cha đối với Chúa. Cho nên những người con thảo thật là quý mến với người Cha, vì Cha luôn luôn muốn ở giữa con cái và muốn tất cả những sự lành cho con cái. Cái hạnh phúc của người Cha là cái hạnh phúc của những đứa con. Và khi chúng ta đến đây, chúng ta tự hào vì có Thiên Chúa toàn năng là vua vũ trụ, là Chúa trời đất, nhưng lại là người Cha riêng của chúng ta. Cho nên chúng ta đến đây với lòng tự hào, với lòng hiếu thảo, với lòng tin tưởng. Và chính vì vậy, tất cả những đồng chúng ta hiện diện nơi đây, mà khi chúng ta chỉ là một họ bé nhỏ, khi Cha giới thiệu tất cả dân chúng ở đây chỉ có 31 người, nhưng hôm nay nguyên các cha đã là hơn 20 cha rồi. Rồi các tu sĩ nam nữ, không phải một dòng lý nhân giáo của giáo phận, mà cả dòng Phao-rô nữa, mà không phải là một người, mà cả chục người. Rồi khi chúng ta nhìn sang xung quanh, không phải chỉ có giáo họ ở đây, giáo xứ Tử Loan, mà còn bao nhiêu người quen thuộc xung quanh này nữa. Và cũng không phải chỉ có những người tôn giáo, mà cả những tôn giáo bạn, không phải là những người tín hữu, mà cả chính quyền cũng đến đây. Có nghĩa là cả gia đình linh thiêng, gia đình xã hội, gia đình nhân loại cũng tụ tập nơi đây. Là vì sao? Vì đó là tình anh em. Mọi người chúng ta đều là anh chị em trong một gia đình có Thiên Chúa là Cha. Và không gì thân thiết bằng gia đình. Cho nên khi chúng ta đến đây, chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin, cùng một lòng yêu, và chúng ta tuyên xưng là công giáo, là đạo chung cho hết mọi người. Và về nhân loại nữa, cả về đất nước nữa, cả về vùng này nữa. Cho nên chúng ta tuyên xưng đức tin và chúng ta thực hành đức tin đó trong ngôi thánh đường này. Và như trong sách thánh nói là khi dân Do Thái về xây dựng lại đất nước, xây dựng lại nhà Chúa, thì nghe sách thánh, nghe lời Chúa, đó là gì? Là việc lời Chúa, lấy lời Chúa làm nuôi dưỡng tâm hồn mình. Sau đó chúng ta cũng như trong người xưa là có rượu, có thịt, có nghĩa là về bữa ăn agape, là bữa ăn yêu thương. Và vì vậy trong thánh lễ này chúng ta cử hành hai việc: một việc lời Chúa, chúng ta nghe ra và sách thánh, chúng ta đón vào lòng. Và như trong Chúa nói, chúng ta là những mảnh ruộng đất tốt, cho nên lời Chúa sẽ gieo vào trong chúng ta để sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp 60, gấp 30, để biến chúng ta, mỗi người chúng ta trở nên đền thánh Chúa Thánh Thần. Mỗi người chúng ta có Thánh Thần ngự trong tâm hồn chúng ta, có Chúa Con, có Chúa Cha ngự trong tâm hồn chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta vui mừng vì chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần. Và như trong các bài ca hát nói, đâu có tình yêu thương thì đó có Đức Chúa Trời, mà có Đức Chúa Trời đó là thiên đường, không có gì khác đâu. Cho nên trong cái lễ này, chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin, cùng một tình yêu,
và chúng ta thể hiện cái tình yêu đó trong sự hiện diện của chúng ta đây, bằng sự hiện diện, bằng cuộc sống của chúng ta, bằng lời hát, bằng tiệc mừng. Có nghĩa là chúng ta tin bằng cả con người mình, tin Chúa hết chi hồn, hết tâm hồn, hết sức mình. Chúng ta nói, chúng ta nghĩ và chúng ta tin xưng và chúng ta làm. Vì vậy trong thánh lễ này thật là vui vẻ. Ở đây tôi lần đầu đến đây, nhưng mà đây cũng thuộc giáo sứ Tưởng Man, giáo sứ Ba Trại là nơi đã tôi đã theo Đức Cha Cố Phao Nô đến chầu những ngày lễ trong năm vào cái dịp Tết, và đó là một sứ đạo đức tốt lành. Và hôm nay giáo sứ Tưởng Man cũng đến đây chung vui với giáo hội chúng ta là văn hưng. Đó là người con trong giáo xứ, trong giáo đạo, trong giáo phận, trong giáo hội. Và chỉ có 31 nhân danh, nhưng hôm nay chúng ta nhìn xa bao nhiêu tu sĩ nam nữ, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu bà con, có hết hàng trăm hàng ngàn người. Vì đó chúng ta đều là anh chị em trong Đức Kitô. Đây là niềm vui Chúa ban cho chúng ta, vì từ xưa khi nghe tin Chúa đến đâu thì người ta xây dựng làm lều cho để đựng bia của Thiên Chúa, mà đây là chính Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô ngự giữa chúng ta, còn quý giá hơn bao nhiêu và yêu thương chúng ta bao nhiêu. Cho nên cái nỗi vui mừng của chúng ta còn rộng lớn gấp bội. Và để đáp lại tình yêu mà Chúa đã đến đây để ngự giữa chúng ta, và giáo hội chúng ta quý có bao nhiêu mấy người, nhưng mà đã bỏ công sức ra, bỏ thời gian, bỏ lời cầu nguyện, và hôm nay chúng ta khánh thành ngôi nhà thờ lớn lao như thế này. Cũng như cha xứ nói, đó có thể là một phép lạ, với sức con người thì không làm được, nhưng với sức con người chúng ta cộng với sức mạnh của Thiên Chúa thì chúng ta đã làm được. Và từ giấc mơ đó hôm nay đã hiện thực, mà hiện thực chúng ta sờ thấy được, chạm thấy được, nhìn thấy được, cảm thấy được. Chính vì vậy chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng chúng ta thấy Chúa ban ơn xuống cho chúng ta, đó là ơn nhưng không, đó là tình yêu không tả. Cho nên tình yêu đòi đáp lại tình yêu, chúng ta giáo hội chúng ta thấy đó là một ơn phúc Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta đón nhận hôm nay, nhưng mà không phải là chỉ để là kết thúc, mà là mở ra một thời kỳ mới. Và chúng ta lấy chính đời sống chúng ta làm lời ca hát, làm một chứng cớ để chứng tỏ cho thiên hạ chúng ta là những hồng ân nhiên công của Thiên Chúa, chúng ta là những người con hiếu thảo của Chúa. Và vì vậy chúng ta hãy sống xứng đáng là công chính, thánh thiện, hạnh phúc. Và như chúng ta mỗi người chúng ta là ánh sáng Chúa Kitô, chúng ta soi sáng cả cái miền này bằng đức tin, bằng đức cậy, bằng đức nến, bằng chính cuộc sống của chúng ta. Và để khi chúng ta, sau khi chúng ta kính thành ngôi nhà thờ này, thì mỗi người chúng ta là một nơi ở, một ngôi đền là sống động đi tất cả các nơi trong vùng này, gặp mỗi người trong địa phương này, để chúng ta là ánh sáng Đức Kitô, là tình yêu nồng thấm của Đức Kitô, là sự công chính của Đức Kitô, để qua chúng ta người ta nhận biết Chúa là vua toàn năng, là vua tình yêu. Khi người ta yêu mến chúng ta thì người ta cũng yêu mến đạo của chúng ta và cũng tôn kính Thiên Chúa của chúng ta. Như vậy chúng ta sống xứng đáng là những người chứng nhân của Đức Kitô, là những ngôi đền thờ sống động, là những người mang ánh sáng Chúa Kitô đến cho muôn loài. Vì vậy trong thánh lễ này tôi xin tất cả cộng đồng hiệp ý cùng với chúng ta, cùng với cha xứ, cha phó và dưới sự quy quần chỉ đạo của cha tổng quản hạ, các cha xứ đây, các nhân nhìn lên cung thánh, có cha xứ, cha phó, cha quản hạt, có các cha già, các cha trẻ,
là tất cả những người đến đây tụ họp ở đây. Thứ nhất là vì tình yêu Thiên Chúa, vì cùng một đức tin, cùng một tôn giáo, nhưng cũng đó là thể hiện tình yêu của mỗi đấng đến dành cho giáo hội chúng ta, giáo Phật, giáo xứ chúng ta. Cho nên chúng ta xin tất cả mọi người chúng ta cùng đồng vòng tay để chào đón nhau, cha Quảng Hàn, các cha già, các cha xứ, các đại diện của các hội đoàn, các xứ chung quanh trong miền chúng ta, và cả những vị đại diện xã hội nó, tất cả của thôn, của xứ và của quận, rồi là của huyện, tất cả chúng ta xin vỗ tay, vỗ tay chào đón nhau, xin chúc các bạn. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa là Cha toàn năng, người đã tập hợp chúng ta tại đây để làm phép dâng kính người ngôi nhà thờ mới này. Xin mời đến đời chúng ta thành đền thờ sống động để tôn vinh người. Nên nguồn suối chảy cho chúng con.
con nguồn ơn cứu độ muôn đời. Để đến khi Đức Kitô là tảng đá sống động, chúng con được lớn lên trong người mà trở thành đền thánh, và trên bàn thờ tâm hồn chúng con dâng đời sống nỗ lực nên thánh của chúng con là nghi lễ đẹp lòng Chúa và được Chúa chấp nhận. Ta tụng vinh quang Chúa muôn đời.
Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh hoa bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống này, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quẩn thần, cùng con thể đạo vinh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: xin cho hết thảy vào tưởng ánh sáng công nhan Chúa.
Chúa con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh có sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Thank you.
Chúa. Xin ban cho chúng con niềm vui được Chúa thiên dân phúc và được niềm thấy ân sủng của Chúa ban khi tham dự phụng vụ ngày đại lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa của trời đất, hôm nay kết hợp anh chị em để làm phép ngôi nhà thờ mới này. Xin người ban cho anh chị em được tràn đầy phúc lành bởi trời. Amen. Chúa đã ưu tập hộ tất cả con cái người cả má khắp nơi vào trong con một người. Xin người ban cho anh chị em nên đền thờ người và nên nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Amen. Xin Chúa ban cho anh chị em một khi đã được phục thánh tẩy có thể gìn giữ người người trong lòng anh chị em và được cùng các thánh hưởng gia nghiệp hạnh phúc muôn đời. Hôm nay còn là một ngày vui trọng đại, cách chung đối với giáo xứ Tử Vân chúng con và cách riêng đối với giáo họ Tân đã được Đức Cha quý cha và toàn thể quý cộng đoàn để được tâm nếu là ơn thánh thần và làm phép nhà thờ giáo họ Ba Lung. Giờ đây trong niềm vui liên hoan cảm tạ và tri ân, con xin trân trọng kính mời một vị đại diện nên có tâm lời cảm ơn tới Đức Cha quý cha và toàn thể quý cộng đoàn. Con xin trân trọng kính mời. Trọng kính Đức Cha Lorenzo, kính thưa quý cha, quý tu năng nữ tu sĩ, quý cố, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đồng dân Chúa, nhờ vào ơn Thiên Chúa qua lời tiểu cầu của Đức Maria, Trinh Nữ Vương Quan Thầy, sự quan tâm giúp đỡ của các đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa, ngôi thiên đường giáo họ Ban Lung sau gần 4 năm xây dựng nay đã hoàn thành và được Đức Cha Lorenzo quý cha long trọng làm nhất thánh hiến cho Thiên Chúa. Trong ngày hồi phúc này, Đức Cha Lorenzo quý cha và mọi người đã hiệp ý với chúng con dâng lên Thiên Chúa lời tri ân vì trải qua bao sóng gió và thử thách khắc nghiệt. Chúa vẫn quan phòng yêu thương và gìn giữ giáo hội chúng con trong vòng tay của Ngài. Ngôi thánh đường này được khánh thành và làm phép như một dấu chỉ sống động cho tình thương mà Chúa dành cho chúng con. Kính thưa Đức Cha Lorenzo, quý cha và toàn thể cộng đoàn, theo sử sách ghi lại thì sứ Thiên Ba Trại sau này đổi thành sứ Tử Loan được Đức Cố Giám Mục Pedro Paulo Lê Đắc Trọng xin giáo phận tách ra từ xứ Nam Định vào năm 1961. Khi đó có 12 giáo họ, trong đó có giáo họ Ban Lung chúng con. Như lời kể của các cụ Bao Niên, nhà thờ giáo họ Ban Lung chúng con được cha già Vũ cho khởi công xây dựng khoảng mùa xuân năm 1930 đến cuối năm 1938. Ngôi nhà thờ được hoàn thành. Lúc đó giáo hội chúng con có khoảng 70 nhân danh. Năm 1946, Chúa gọi cha già Vũ của chúng con về với Chúa và đây là thời điểm khó khăn đối với giáo hội chúng con vì không có linh mục coi sóc, với là chiến tranh cấm cách, nhà thờ bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Trải qua năm tháng, nhà thờ xuống cấp và bị đổ nát. Khoảng năm 1975 thì bị hư hỏng hoàn toàn, không thể đọc kinh dâng lễ được. Trong nhiều năm không có nơi để thờ phượng cũng như không có linh mục trực tiếp coi sóc,
nên phần lớn bà con giáo dân đã tạm nghỉ thực hành đạo. Đến năm 2014, bề trên đã cho cha xứ Luce Nguyễn Văn Ngọc về coi sóc giáo xứ Phú Húc, quản xứ Từ Loan, trong đó có họ Văn Hưng chúng con, được sự cho phép của Đức Hồng Y Tiêu ngày 7 tháng 10 năm 2015, cha cho khởi công xây dựng ngôi nhà thờ này với thời gian thi công khoảng gần 4 năm. Nhờ ơn Chúa, không những ngôi nhà thờ được hoàn thành mà cha còn mua thêm đất và xây dựng ngôi nhà giáo lý cho chúng con nữa. Kể từ đây, giáo họ chúng con đã từng ngày vươn lên trong muôn ngàn khó khăn. Kính thưa Đức Cha Lorenzo, quý cha và toàn thể quý khách, ngôi thánh đường giáo họ Văn Hưng có được như ngày hôm nay, chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa. Chúng con xin cảm ơn Đức Tổng Luce, ngài luôn quan tâm lo lắng cho giáo họ chúng con. Hôm nay vì có công việc đột xuất không về được, nhưng ngài đã nhờ Đức Cha Lorenzo về dân thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho chúng con. Một giáo họ nhỏ bé chỉ có 31 nhân danh, chúng con xin cảm ơn quý cha tiền nhiệm đã coi sóc và để lại di sản đức tin rất quý báu cho giáo họ chúng con. Các ngài là những mục tử nhân hiền đã luôn canh cánh lo lắng cho giáo họ chúng con có được nơi thờ phượng xứng đáng. Dù nguyện ước chưa thành, nhưng chắc chắn khi đã đi xa, các ngài vẫn luôn nhớ và cầu nguyện cho chúng con. Đặc biệt trong ngày trọng đại này, chúng con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới cha xứ Luce Nguyễn Văn Ngọc và quý cha phó từ khi về nhận giáo xứ Phú Quốc, quản xứ Từ Loan. Cha đã thao thức quan tâm và xúc tiến công việc xây đất hoàn thiện để khánh thành ngôi thánh đường này. Suốt thời gian qua, cha thường xuyên động viên khích lệ và trợ giúp để chúng con mau chóng hoàn thành. Để hôm nay Đức Cha Lorenzo về dân thánh lễ tạ ơn, chủ sự nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành, công ơn to lớn của cha xứ, chúng con xin ghi tạc trong lòng. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha đồng tế và mọi thành phần dân Chúa đã luôn nhớ tới, cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần vật chất và hôm nay đã hiện diện nơi đây để tham dự ý thức trong ngày hồng phúc của giáo họ chúng con. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành với quý vị ân nhân đã dồn lòng giúp đỡ để chúng tôi xây dựng ngôi thánh đường này. Sự quan tâm trợ giúp của quý vị về tinh thần cũng như vật chất nói lên tình đoàn kết yêu thương, sự hiệp thông trong giáo hội và tình liên đới Kitô giáo một cách sống động nhất. Xin Thiên Chúa trả công bồi hồi cho quý vị. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Tố Đức và các cấp thờ trong nhiều năm đã không quản thời tiết nắng mưa, mang hết tâm huyết, sức khỏe và lòng nhiệt thành để xây dựng và hoàn thiện mỗi thánh đường của chúng tôi thật đẹp và vững chắc. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực thi công vụ cũng như các thủ tục pháp lý để chúng tôi xây dựng ngôi thánh đường này. Và hôm nay các vị cũng có mặt để chia sẻ niềm vui với giáo hội chúng tôi. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban nội vụ hội đồng giáo xứ Từ Loan, các hội đoàn trong giáo xứ, giáo họ đã cộng tác và giúp chúng tôi trong thánh lễ tạ ơn này được sốt sắng và long trọng. Chúng tôi xin cảm ơn ban ca đoàn, ban trẻ nam nữ, ban chống giáo xứ Từ Loan, ban chống giáo họ Phụ Thành, ban âm thanh ánh sáng. Xin Chúa ghi nhận lòng nhiệt thành và ban muôn ơn lành để quý vị tiếp tục dùng khả năng Chúa ban để làm sáng danh Chúa. Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Nữ Vương ban thống trên Đức Cha Lorenzo, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn muôn ơn lành, sự bình an, hiền nhất và yêu thương. Chắc chắn trong việc tổ chức, chúng con còn nhiều thiếu sót. Chúng con rất mong được sự thông cảm và lượng thứ. Chúng con xin cúi đầu bái tạ.
để tỏ lòng biết ơn giáo hội chúng con có bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha, kính xin Đức Cha vui nhận. Lễ xong cho anh chị em đi bình an.